Chào các bạn, LG V20 là sản phẩm gần đây nhất của di động thông minh có mức giảm giá rất sốc xuống từ 14.990.000 đồng chỉ còn 10.990.000 đồng và đi kèm với bộ quà tặng lên 2.000.000 đồng. Vậy bộ quà tặng của chiếc LG V20 là gì và chúng có tác dụng như thế nào? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu bộ quà tặng của chiếc LG V20 đang làm mưa làm gió tại di động thông minh. Món quà đầu tiên mà di động thông minh muốn gửi tới các bạn đó là một thẻ nhớ 32GB. Đây là một thẻ nhớ micro SD class 10. Với thẻ nhớ này thì các bạn có thể lưu được rất nhiều hình ảnh, phim, nhạc cũng như là những tài liệu cá nhân của các bạn. Và các bạn có thể lắp vào bên trong của chiếc V20 để có thể mở rộng dung lượng bộ nhớ. Với bộ nhớ của thẻ nhớ này là 32GB cộng thêm bộ nhớ trong của máy là 64GB thì mình tin chắc rằng cái bộ đồ này sẽ giúp các bạn lưu trữ bất kỳ cái dữ liệu nào các bạn cần và các bạn có thể mang nó đi khắp bên mình. Và đây là một món quà rất thiết thực di động thông minh dành cho những khách hàng đặt hàng V20 trong thời gian sớm nhất. Phụ kiện thứ hai mà những khách hàng mua V20 tại di động thông minh sẽ nhận được đó chính là một chiếc loa Bluetooth. Chiếc loa Bluetooth các bạn thấy trên tay có thể rất là nhỏ gọn, nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tuy nhiên cái âm lượng của chiếc loa Bluetooth này thì rất là mạnh mẽ và lớn, kể cả khi các bạn mở mắc âm lượng thì nó cũng không bị dè. Và chiếc loa Bluetooth này mặc dù cái vỏ ngoài của nó làm bằng nhựa nhưng mà nó không hề có bất kỳ chi tiết gì thừa, cũng như là những cái đường chi tiết nhỏ bên trong được làm rất là sắc nét và mình đánh giá rất là cao về cái chất lượng hoàn thiện của cái loa Bluetooth này. Phía dưới sẽ thấy một cái lớp cao su để khi mà các bạn đặt trên bàn này thì nó sẽ bám vào mặt bàn hơn và nó sẽ khó bị rung lắc, từ đấy sẽ cho ra một chất lượng tốt hơn. Và mình cũng đã thử nghiệm với cái loa Bluetooth rồi, chất âm rất là đáng kể và trong vòng phạm vi khoảng 15-20m² thì chiếc loa này sẽ phát huy được cái âm lượng của nó tốt nhất có thể. Và ở phía trên này các bạn sẽ thấy nó có một cái móc treo và trong hộp quà tặng đi kèm các bạn sẽ thấy một cái móc như này. Thì với cái móc như này các bạn có thể móc vào và treo vào ba lô này hay là treo vào túi sách của các bạn để có thể đi một nơi. Mình nghĩ sẽ là một phụ kiện rất là tốt với những ai mà hay đi du lịch, những ai hay đi phượt thì các bạn sẽ có một chiếc loa để phát nhạc mang theo mình khắp mọi nơi mọi lúc. Phụ kiện thứ ba mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đấy là một cái flip cover của V20. Và đây là một phụ kiện rất là cao cấp được sản xuất ở Hàn Quốc bởi nhà sản xuất Voya. Và nó có những cái thông số cơ bản đó là thiết kế rất là mỏng, nhẹ và bảo vệ được tuyệt đối. Như vậy có thể thấy một phần nào về cái chất lượng cũng đã được đảm bảo. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái phụ kiện này ra. Như các bạn thấy ở phía trước mặt nó sẽ có một cái tem đó là dành riêng cho dòng sản phẩm LG Mobile chứ không phải là những cái ốp chung chung trên thị trường. Thì ốp này khi mà các bạn cầm lên sẽ thấy chất liệu của nó rất là cao cấp. Chúng ta có một cái mặt trước làm bằng chất liệu nhám cầm rất là thích tay và mặt sau thì làm bằng nhựa. Nhưng mà nhựa này thì nó không hề trơn bóng mà nó cầm rất là mịn. Và đây là một chiếc ốp được thiết kế dành riêng cho V20. Nên khi mà các bạn lắp vào nó sẽ khít một cách tuyệt đối. Và những cái tính năng ở bên trong như là tính năng quick cover thì cũng hoạt động rất là hoàn hảo với chiếc flip cover này. Các bạn đóng vào thì màn hình sẽ khóa vào để hở ra cho các bạn một khoảng để các bạn có thể thao tác nhanh trên chiếc điện thoại, ví dụ như là các bạn bật tắt Bluetooth này, bật tắt đèn pin vân vân, rất là nhiều tính năng. Và các bạn sẽ thấy là ở cái flip cover này phần dưới nắp của nó sẽ được vắt cong dựa theo cái thiết kế phía bên trong màn hình của chiếc LG V20 và từ đấy có thể thấy là cái flip cover này bảo vệ rất là tốt cũng như là nó vừa khít với tất cả những cái chi tiết bên ngoài của chiếc LG V20 này. Và theo mình đây là một trong những cái phụ kiện đáng giá nhất lần này mà khi mà các bạn mua LG V20 tại di động thông minh có được. Và như vậy khi các bạn mua LG V20 tại di động thông minh các bạn sẽ nhận được những quà tặng sau. Thứ nhất là một thẻ nhớ micro SD class 10 32GB để các bạn thể tăng thêm bộ nhớ cho máy. Thứ hai là các bạn được tặng một loa Bluetooth rất là nhỏ nhắn và có móc treo để đi theo bạn khắp mọi nơi. Thứ ba là các bạn có một quick cover, một cái flip cover rất là tốt, made in Korea cũng như là khả năng hoàn thiện rất là đẹp và phù hợp với chiếc V20 này. Ngoài ra bọn mình cũng có những phụ kiện như là ốp lưng dành riêng cho chiếc V20 này trị giá 150.000 đồng. Ngoài ra những khách hàng mua LG V20 tại di động thông minh cũng nhận được một phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 đồng có thể trừ trực tiếp vào giá bán của máy để giúp các bạn có một cái giá bán kinh tế hơn. Và với mức giá đang được niêm yết tại di động thông minh là 10.990.000 đồng, các bạn được tặng một bộ quà tặng lên tới 2.000.000, rất là nhiều quà tặng ý nghĩa. Và nếu bây giờ các bạn đang có nhu cầu mua chiếc LG V20 có thể qua những showroom của di động thông minh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hoặc Thái Nguyên để mua hàng. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.